mình này. Xin chào các bạn, các bạn có muốn chơi game không? Tôi có 5 phòng cho bạn. Yeah! Làm thôi nào, cố lên. Được rồi. Wow. Oh, chúng ta đang ở đâu? Wow. Oh. Bạn cần phải tìm đúng nốt để đi qua phòng. Hãy bắt đầu nào. Được rồi, chúng ta hãy thử. Con là người đầu tiên. Ok. Hay à. Kẹo. Mẹ thích kẹo, nhưng chúng ta cần nút thoát. Đến lượt con. Ok. Này các con, dừng, chúng ta có cơ hội cuối cùng, nút cuối cùng. Oh, mẹ đang cầm nó. Oh, mẹ có ý này. Mama. Đi thôi. Oh. Đi theo con. Ok. Chờ mẹ với các con. Ui. Yeah. Oh. Oh, là gì vậy? Đó là kẹo bông. Hãy thử đi. Kẹo bông. Hả? Là gì vậy? Flash, chúng ta phải làm gì? Mẹ cần phải nấu chảy 3 viên kẹo bông gòn để lấy chìa khóa đi sang phòng bên cạnh. Hiểu rồi, làm ngay thôi. Con là người đầu tiên, ok? Thật là kỳ diệu, làm ơn hãy lấy nó. Wow, đó là một chiếc xe máy. 1, 2, 3. Wow, một chiếc xe đẹp cho tôi. Hãy thử xem. Oh, wow. Wow, à, một chiếc xe cảnh sát. Flap, chúng ta sẽ làm gì với những món đồ chơi này? Thật buồn cười. Bạn cần phải tìm một cái gì đó sẽ giúp bạn. Ai, dễ dàng, dễ dàng. Em đã tìm thấy nó. Ôi, Nikki. Con đã tìm thấy nó. Yeah. Tuyệt vời. Mẹ ơi, con đã tìm được nó ra. 1, 2, 3. Oh. Làm việc theo nhóm luôn là một ý hay. Wow. Let's go. Cố lên Nikki. Phòng kẹo. Flash, chúng ta cần làm gì? Hả? Mọi người có thích kẹo không? À, wow. Wow. Ôi. Tuyệt. Tôi đã trang trí một chiếc bánh rán. Chuyện gì vậy, Flash? Bạn nghĩ rằng thức ăn sẽ giúp bạn? Các bạn thật hài hước. Các bạn, tôi sẽ giúp các bạn. Ôi, nhìn kìa, một cây đũa thần. Ôi, nhìn nè, nó đang hoạt động. Đi thôi. Một căn phòng mới. Hả? Gì? Sàn nhà là dung nham. Sàn nhà là dung nham. Trời ơi. Cố lên các con. Đi thôi. Cố lên con yêu. Wow. Cố lên Nikki. Ôi.
Ồ, chúng ta phải làm gì đây? Hả? Mẹ có ý này. Nhìn nè. Bắp rang. Được rồi, lên. Nào, lên. Ồ, ôi. Yeah. Một ý tưởng hay. Ồ, mẹ thích nó. Mẹ, mẹ có thấy than không? Nhìn xung quanh. Ừ? Yeah! Yeah! Oh, đó là phòng bên cạnh. Các con, cố lên. Cố lên, Chris. Oh, Flat, chúng ta sẽ làm gì đây? Trong căn phòng này, bạn phải tìm hiểu xem nó là thật hay đó là sô-cô-la. Oh, oh, đó là một chiếc hộp ma thuật. Cái nào là thật? Mỏ, mỏ. Hãy kiểm tra nó. Đó là gì? Oh, oh, à. Sô-cô-la. Và điều này là có thật. Yeah. Tiếp theo. 1, 2, 3. Đây là thật. Đây là sô-cô-la. Làm rất tốt. Yeah. Đó là sô-cô-la. Ồ, đây là sô-cô-la. Thật buồn cười. Tôi có thể giúp gì cho bạn trong căn phòng này. Ồ, oh, đây là lượt của bạn. Ok. Cố lên, cố lên. Xin chào, Flap. Chào. Chúng tôi đây, chúng tôi đã làm được. Làm tốt lắm các bạn. Các bạn đã đi qua tất cả căn phòng ma thuật của tôi. Và đây là món quà của bạn. Oh, oh. Yeah, chúng ta đã làm được. Làm tốt lắm. Và đây là lối thoát của bạn. Oh, cảm ơn. Oh, nhìn kìa. 1, 2, 3. Oh, oh. Oof. Thật là vui quá. Cảm ơn, Flap. Cảm ơn, Flap. Làm việc theo nhóm luôn là một ý hay. Flash, anh đã sẵn sàng chưa? Yeah. Hả? Hả? Cái gì vậy? Hả? Hả? À, không có gì. À, thật tuyệt vời. Oh wow. Oh wow. Chờ đã, làm thế nào để chúng ta thoát khỏi đây? Em không có ý tưởng. Rất nhiều cửa. Oh, no. Chuyện gì vậy? Anh không biết. Wow. Xin chào, Chris xin chào. Christian. Nikki, cánh cửa nào để ra khỏi đây? Có thể là màu xanh. Hãy thử nó. Yeah. Quả bóng. Tuyệt. Chúng ta cần phải đặt những quả bóng trong màu sắc của chúng. Giống như vậy. Em thích màu xanh dương. Em thích màu xanh lá cây. Màu cam là màu yêu thích của anh. Mọi thứ đã hoàn thành. Làm thế nào để chúng ta thoát ra? Đừng hoảng sợ, em nghĩ là màu vàng. Cát. Wow. Cát. Wow, tuyệt vời. Hả? Wow. Ồ, nó là cái gì? Wow. Đó là slam. Wow. Tôi có một bộ não to. Ha ha, bạch tuộc. Bạch tuộc.
Nhưng cánh cửa nào? Có lẽ xanh. Yeah. Chris, cho anh một vòng tròn. Ok. Chris, chúng ta cần một hình vuông. Cho anh một hình tam giác. Hình oval. Cái cuối cùng. Vâng, chúng tôi đã làm được. Lối ra ở đâu? Có thể là màu cam. Wow. Nhảy múa ư? Yeah. Woohoo. Điệu nhảy thật tuyệt nhưng lối ra ở đâu? Có thể là màu hồng. Thử thích hợp. Tuyệt. Anh đầu tiên. Đây là cái gì? Đó là bông cải xanh. Tôi đã ném thử nó. Yeah. Em tiếp theo. Em sợ. Đừng lo lắng Nikki. Chúng ta hãy thử. Là quả lê. Yeah. Em tiếp theo. Ngon lắm. Là quả dưa leo. Nó là gì? Cà chua. Cà chua, ngon lắm. Hello. Một. Đó là một con rắn. Không. Hả? Đó là một con rồng. Đó là con rồng Larry của tôi. Larry, Larry, nó xin chào. Nè, hãy đăng ký. Nhưng nó ra ở đâu? Không biết. Nhưng nó ra ở đâu? Có lẽ là màu vàng. Wow. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Wow. Wow. Tôi biết, hãy đếm. Một, hai, ba, bốn, và năm. Và năm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Yeah. Bong bóng. Cái này. 3, 2, 1. Nhện. Chạy. Chạy. Chúng tôi đã tìm thấy chìa khóa. Yeah. Hãy đến với tôi. Yeah. Em cũng vậy. Chris, đến đây.